Bí quyết ăn uống để sống thọ 100 tuổi. Các nhà khoa học đã nghiên cứu ở những cái vùng có nhiều người sống thọ trên 100 tuổi và rút ra những cái bí quyết ăn uống như sau. 1. Ăn một chén đậu mỗi ngày. Ăn nhiều đậu sẽ thúc đẩy cảm giác no, cải thiện lượng cholesterol và đường trong máu. Chúng cũng giúp bảo vệ chống lại bệnh ung thư và bệnh tiểu đường. Thứ hai là ăn một nắm hạt hàng ngày. Trong hạt thì nó có chứa rất nhiều axit folic, chất xơ thì nó sẽ giúp làm giảm cholesterol, giảm nguy cơ mắc các bệnh xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim. Đồng thời, trong hạt cũng chứa rất là nhiều magie, canxi, kali có khả năng làm giảm cái nguy cơ tăng huyết áp. Thứ ba là chú trọng bữa ăn sáng. Người sống thọ người ta có xu hướng nạp phần lớn calo vào thời điểm sớm hơn trong ngày, thường ăn những cái bữa sáng rất là thịnh soạn và bữa trưa vừa phải thôi. Thứ tư là ăn cùng gia đình. Các cái gia đình ăn cùng nhau đấy có xu hướng là tiêu thụ thực phẩm bổ dưỡng nhiều hơn và ăn chậm hơn, từ đó thì sẽ ít gặp vấn đề về rối loạn ăn uống. Việc thay đổi về chế độ ăn uống và lối sống rất là đơn giản như trên, nhưng mà sẽ làm tăng cái khả năng mà bạn tổ chức sinh nhật lên lần thứ 100 lần đấy các bạn ạ. Hãy chia sẻ điều này đến với người thân, bạn bè của mình để cùng áp dụng nhé. Lương Thị Trang, cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.